kia. Chắc mới này ạ? À. Có một đôi giống y nhau đi. Con kia kìa. Còn 3 triệu rưỡi. Có một đôi giống y vậy đấy. Đôi à? Ừ. Đôi giống, giống nhau. Kia như, trong kia như. À rồi. À không giống lắm, không giống lắm. Hả? Không giống lắm. Thế được rồi. Vậy là cũng tưởng tượng là đến cây tự nhiên rồi, đúng không anh? Cây tự nhiên nó làm nó gọi là ác. Đây là cái chắc này. Đấy. Chắc không là chơi phong thủy, chơi con này. Cây đấy ở trong nhà cũng biết được đây. Khỏe, rất khỏe. Lá như lá xưa ấy. Đúng là lá xưa. Nó dọc là xưa. Xưa với chắc từ có quý rồi. Đấy, mai là lớn. Đây đấy. Đi lại cái đồ, cái mai này rất thật. Con kia này hay hơn. Đâu gái nhìn thấy cái... Hôm trước có... Ông dặn lấy cái cây xanh mà ông về ra mà bán mất. Ông cũng phải cuốn. Đây thì... Cái dẹp về là bán luôn thật. Cái này là... Ôi ôi, đua cái xanh quê nó to quá. Cái này bao nhiêu chú? Cái này bao nhiêu tiền? Đấy cái mai này. Cứ nói thoải mái đi. Báo giá cho anh em biết mà. 4 triệu à? Rẻ thế. Đây nó đây. Con đá bóng đây. À đây 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 đúng rồi cái chậu xanh đấy đứng đây chào nhớ. Nhưng mà chỉ là lớn. Quê có về quê. Đây này. Nhiều bác chơi mai nhưng có khi chưa biết cái quả mai như là đi hết cái thừng mực luôn. Cái cây thừng mực ấy. Hoặc là cái mai đá quả như này luôn. Khi nó nở nở nha, nó bay nó nở cái quả này nó bay nó như những cái bộ công anh nó bay, bộ công anh ấy, bông bộ công anh nó bay ra như hệt. Cái này thơm quá. Xanh quá, xanh quê, xanh quê. Đây, mẹ được quay lại ông chắc này, có tiền quất đấy, mẹ. Chỉ tại mình nghèo thôi. Chỉ tại nghèo thôi, nhưng mà sẽ cố, này sẽ cố. Vô cùng luôn. Đây là vật dụng của chúng con. Đây là cây gì đây? Xanh gì đây? Là móng như bao tiền cái này? Bạch điều xanh làm móng không mà xanh làm móng. Đó là nha, nó nhỏ không phải ghét nhau nhưng mà không phải xanh làm móng. Thấy đẹp đấy, chậu cũng đẹp luôn. Người ta bán hàng mà mình đừng có tham gia vào. Chết à, đâu giờ sáng. Quế mua có người. Mà nhớ quê hương kìa mày. Kìa con mai chụp. Không là một khu vực dày chi chít quá. Không đứng được. Nó như, nó bằng bằng như.
tình tình. Nhiều quá làm hoa mắt không biết tập trung vào đâu quá. Nhiều quá. Mà bán hàng thì nói kinh lắm, sợ lắm. Bây giờ là thấy mẹ thích mua ông mai chứ khỉ kia này. Giá hợp lý. Ông sắc này thì sẽ lấy. Quyết tâm lấy đấy. Còn à con Nissan hay nè. Mới làm gối hôm nay là không còn gối rồi. Anh là N2T đây đúng không? Vâng. Ừ. Gối đây. Số này xem. Vâng. Bắt tay cái. À, bên tay này đây. Đây được. Cảm ơn anh nhá. Em thích mấy cái món này thôi. Ôi, đây gối dân giá. Cái này hay này nhưng mà chả ai để ý. Có con kia hay chắc sắp lấy con kia. Sắp lấy con chắc. Nhìn thích con chắc. Nhìn rất thích cái con chắc kia. Hôm nay mình có đi mua cái nào anh? Hôm nay đi mua đôn chậu luôn. À đi à? Vâng. Đôn chậu ngon rồi, có cái cây đẹp thì thoải mái. Em chơi mà không có đôn chậu được. Nhà ông rộng thì gọi là chưa chuyên tâm một cây cối lắm. Ừ. Đang đi làm sau này mà nói chung chứ đầu tư mấy món tốn kém lắm, tốn kém mình mà điều kiện này yếu tí là vất đấy. Con này chơi cái này nó phải bình tĩnh. Rồi này làm con đại thụ đẹp đấy. Đôi ổi luôn, đôi ổi rất lùn, rất là thiên nhiên này, đàn thiên nhiên luôn này. Đôi ổi rất đẹp. Nhưng cái chỗ xanh xanh mới. Điều trên chậu rồi đấy. Vắng quá. Đang có triển lãm mà bác. Đang có triển lãm ở bảo tàng Hà Nội. Đôi ổi trên chậu rồi. Rất là lùn. Sáng nha anh nói thật. Anh em để nguyên anh thêm 300. Đấy anh đôi ổi này kinh không bệ. Kinh không. Đấy bán hàng là giờ chiêu trò như showbiz thôi. Đấy. Chiều tròn như showbiz. Không cái tàn thiên nhiên được. Không cái tàn thiên nhiên được. Nhưng thôi không ham hố, mua vẻ đẹp lắm. Rất là đẹp đấy. Không phải đơn giản. Đẹp rất tự nhiên mà lại này mỗi tàu thì thôi rồi, mỗi tàu thì thôi rồi. Đôi rồi rất lùn, chỉ thế này rất lùn. Sẽ tốt, trên chậu rồi, trên chậu lâu năm rồi. Rất thiên nhiên. Và con bối này cũng rất đơn giản. Tuy nhiên là bây giờ dành tình yêu cho con chắc cho con rồi. Dành tình yêu cho con chắc cho con rồi. Đúng rồi bác ơi, toàn thích đồ đất tiền này mệt lắm, rồi bảo 4 triệu hay mấy triệu.
phải cắt đi thật, đúng rồi. Cắt đi đấy. Chứ nó có hai cái như ngón tay nó chọc lên nó cắt đi đấy. Đây em bấm tại đây luôn đấy. Nó nguy cơ thế nhưng mà cắt đi đúng thật, cắt đi đúng thật. Chậu đẹp rồi, cái gì cũng đẹp rồi. Đem về là nó móng nguyên chẳng á. Đem về không phải tác động gì cả. Loại hại. Vâng, đấy, mở hàng xung xanh, sai tiền rồi đấy. Mà có chữ H à? Chín à? Đúng đúng. Chín triệu. Đẹp thôi. Còn 22 triệu. Đây là vui vẻ rồi. Còn 22 triệu. Đọc vậy chứ lúc quái không? Đúng không? Còn 2 triệu 2. Đọc vậy chứ lúc quái. 22 tỷ. À, còn 3 triệu. Tính thêm 1 triệu. Ủa, chẳng không dám mấy anh. Không, không mua được nữa. Không, em để 32 triệu. Đồ voi đồ chuột. Trông nó tròn hơn. Nếu hỏi nhà anh sẽ có gì? Có hỏi đấy. Không thể không thể. Đồ voi đồ chuột.